Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại xóm Lũng Ngườm, xã Chí Thảo, Quảng Hòa, Cao Bằng. Trước mặt Thành đây là căn nhà chú Chiến. Sau hơn 2 tuần khởi công xây dựng thì đội thợ xây đã hoàn thành căn nhà cho chú Chiến rồi. Rất là đẹp các bạn ạ, 15 mét vuông. Đó. Như các bạn đã biết rồi, chú Chiến là người không có gia đình, sống một mình ở trong hang đá hơn 2 năm nay rồi. Để sau những clip Thành quay lên thì rất là nhiều người biết về chú Chiến. Đó, thì thấy hoàn cảnh chú Chiến rất là khó khăn, rất là đáng thương. Thì có anh Lê Công Ninh, quê gốc Duy Tiên, Hà Nam, trước đây lên Cao Bằng, hoặc là đi nhập ngũ lên Cao Bằng đóng quân tại đèo Khao Chỉa, Quảng Hòa, Cao Bằng năm 1986. Anh đấy tài trợ với khoản tiền là 31 triệu để Thành xây căn nhà cho chú Chiến. Đó, thì đội thợ xây tính toán, thiết kế và dự toán kinh phí là hết là gần 29 triệu. Đó, thì sau 2 tuần xây dựng thì căn nhà đã hoàn thành như thế này rồi. Chú Chiến này sống ở trên chân núi kia kìa. Đó, Thành vừa đến đây lên tìm chú Chiến thì không thấy ở đâu cả. Đấy. Căn nhà thì hoàn thiện rồi. Hôm nay Thành đến đây và có bảo với chú Chiến trước là tí nữa sẽ dọn đồ đạc ở trên hang xuống đây và lắp một chiếc giường, một cái bàn thờ cho chú Chiến. Đó, thì cho chú Chiến xuống ở ngay trong tối hôm nay luôn. Chìa khóa Thành đang cầm. Căn nhà thì anh em vừa xây dựng xong đúng ngày hôm qua. Đó. Vừa rồi Thành cũng đã lên chợ Quảng Uyên mua bát hương, mua bàn thờ, mua giường rồi. Tí nữa họ sẽ gọi là chuyển đến đây cho Thành và lắp cho Thành. Còn hiện tại Thành phải cùng anh em kéo dây điện từ nhà chủ chiến, từ nhà họ ấy kìa, nhà đầu làng ấy kìa. Đó, một căn nhà đầu làng ấy kìa ra tận đây khoảng 200 mét để tí nữa họ khoan và lắp bàn thờ cho chủ chiến các bạn nhé. Đó. Đấy. Cháu chào bà. Bà ơi, bà thơ bà ơi. Bà thầy á? Ừ, lan hết rưa nữ lão ông này nè, lão chú này nè. À. À. Tu lan bà chứng dục phấn mãi à. À. Như bị lục lan chứng đầy vô. À, phiền này á. À, chẳng có ý nó. Bà bây ao bây thầy á. Phiền này ứng lan cùng soi chủ chiến đầy khẩn này thôi. Lan quay phim khẩn lai khẩn chắc, lai khẩn tên mì điều khiển lai tê ao sen mở lan xây rượn hử là chú này. À. Thế này gì mới sự đắc xải thử nào? Bộ sư nào? Mà cơ hà đắc xải thử gì? Lan thôi. Xả thì lan so phép xả. Lan ôi, lan so phép xả. Ơn. Dạ. Bà cảm ơn lục lan. À. Lục lau chú này lên. Lục mày bị nang. À. Này mình à. À, bên này á? Bà cô, ừ. À. Ừ, chú nó bán hết chín. À. Bà tèo cái chiến ơi. Bà quán ta mới tung ngủ. Mới tung ngủ cái tinh mà non đặc. Tiểu sang nướng đi khóc dạ. Sự giá. Ngươm này ngươm ngủ. Dạ, vâng. Mới đầy lái chẳng ai là. À, vâng. Ồ, hết huyện đầy lái lô. Lèo cái lấy bạc triệu lục ơi. Bộ nào lèo khoảng 30 triệu. Bà. Nước triệu mà cảm ơn. À. Số ông tu lan. Dạ. Mẹ bà kia bà bè thép kịp bí vân bà nhắc cảng bà mở dạ cảm ơn nữa. À. À, mẹ bà cảm ơn lục lán đầy lái lô. À. Tân thêm hết thử y đan bảo y bà đầy lái nè lục ơi. À, rồi. Là mẹ đầy thì xóm cân mà ta cân. À. Ừ. Đó. Lan cũng cố gắng này vì lan lùng mà hăn chú chiến dù đang ngườm đến lan điệp này, lan xài cá này, lan điệp lại phần này lan đang khẩn lại khẩn chắc mì phần này mì lào ăn phải mà bộ đội Cao Bằng hay đấy. Là mình mì điều kiện ra là mình ao sen hử lan xây hử chú chiến bên đấy. Bà mới chắc
mẹ mẹ bà cả đời xã hết thử. À, Lan ấy, Lan kêu gọi lại khẩn trong chủ nghĩa ao hỉ tôi tổ, ao sen hử hết tổ sang phối hợp sáu xã, Lan cũng phối hợp sáu xã xin phép xã này. Xin phép xã này, xin phép lãnh đạo xóm này, ừ hát chính hát đấy, Pì Nọng đồng ý biên bản ký khẩu Lan nhưng mắc hết. Bên này cũng hát ra, cùng xã cũng giúp đỡ Lan lại. Xã soi hết công này, soi lai khẩn mà soi giúp đỡ hết móng kiểu ấy, đào móng này bà. Bên này cũng mời khẩn đồng ý, Lan mắc hết, bọn mình mắc hết nào. Lúc Lan chịu xe này là bạc đây chứ. Tôi soi, tôi giúp đỡ, quản lý. Nhưng mà phần bà cô mình mới chắc tặng các bạn hả? À, vâng ạ. Họ lấy hướng ọc mai à? À. Họ lấy ọc mai à? Ồ, lão Lan bảo mấy cô mới ăn đương nhà lỗ. Lá đồng ông ăn thức này đi. À. Đây, hết đây là ở nhà. À. Hết ăn bếp à? Ừ, ăn bếp. Ăn bếp, nghe xe xay nghe bếp đó. Ừ, đại à. À. Quảng ở xếp hạ mét vuông à? Cần thọc lên thoải mái khi na. Mà này Lan mà thân Lan cả ao đồ đạc chủ chiến lông này mà dù luôn bơ văn này bơ. Hát xong rồi này, bên này là hồi thăm hứa họ đoàn dù đã bán ông mà ao đồ đạc lông mà này. Lan xử nghe dương nừng. Nghe dương nừng nghe bàn thờ thăm, hồi thăm là xe tô chở không mà hứa. Ông mà lắp hở chủ chiến luôn. Lan lắp hở luôn à. Lắp mì thường là tổ mì nghe xương như đại vậy, nghe xương đang non đại vậy. Xong mì nghe bàn thờ thắp ông bà này, thắp hương ông bà như đại vậy. Hồi thăm này hát xong thủ tục này hở chủ chiến khắp này là non luôn đã thường à. Bao dù đang ngườm ra. Mì ngu thì nói ngườm ngườm ngu. Đấy, nhiều. Lao này nó. À, quê. À, để tú vốn sáng à. Cái thấy cả. Nhận động mà. À. Cân cuồn. Dạ. Còn tâm mê tú ngô mới là thấy hạ cân trên ảo. Ủa rồi. Thì ảo vậy ơ. Ồ. Tỏ nguy hiểm lai nó. Nguy hiểm lai ơ. À, nguy hiểm lai. À. Ồ, hết kẻ đây lai à. Ồ, lấy văn miọc mai à. Dài phải đâu bán đâu. Đâu đâu bán nha mi. Ngọc này mà nó văn ở mà bán đâu. Cô mới ta cân lớn nó làm mà cô vô dài bảy đang lồng gươm mới ta cân hả đâu. Đó là văn ở mà tổ. Thì Lan bảo có đẩy vô đưa nhà lô. Nhà nước lô. Nhà giúp đỡ lô. Sư giá. Cố gắng, Lan cũng cố gắng lại giúp đỡ này. Mẹ bà gì lê vô tử. Dạ. Mẹ bà này tì, mẹ bà gì vô tử tập hết luôn. Hết lù bọn này là bọn như chiến nam. À lù ớ. Dạ. Này mẹ bà cô ấy tôi kêu mẹ nà này khẩn mất thằng này. À. Cái bà mà thằng này ta. Thế bây giờ mẹ chiến hết đứa này sang à? Sang nào. À. Bên sang nào. À. Thế đá ở đâu này là đá. À. À. Mày bảy lục lán bào đá mà hơn mẹ sợ chơi. À. Mẹ chiến hả? Mẹ sợ đang xảy hết hơn nào vậy. Lán bào mẹ thử chơi. Dạ. Ồ. Dạ. Cái này là nè. À. Chắc cảng mà mới à. À. Alo, văn ông mà ăn đây à lô. À. Ừ. Phần này là thoải mái á, ừ, đây á. Ừ. Phần đi ăn. Bị bữa chắc bị thở mà sang hăn. Khóa lão họ đoàn ra bảo đoàn hối thăm ông mà shop soi áo đồ tạc mà tổ xin mời chú chiến khả năng khảo bán với tôi. Khả năng khảo bán bay thả hồi ý nương con. Họ bắt tiếng khảo đơn y. Đoàn lai nó. Ừ, hồi đoàn lai thôi. Đoàn. À mà. Bài nữ này thì chiến hết đường năm kia mới bay này à trừ ra hết đường chứ không đi đàn à. Ô, làm quán này khởi mà bà cô còn mà dạ lẩu mau khác khẩn này mới đậy ăn tay cái thiếu mực ép có trời có khẩn nữa à bà cô mới giúp mới đậy nó bớ à tiêu phải tiêu mà thân ngâm sang ta thân ngà thân ngà bà cô phải đưa nó đâm nhắm mới lằn mà ồ cái lẩu lai lai nó chủ kiến cái lẩu lai lai cái văn quán này cái tiểu giáo mà này. Ừ. Chết ơi. Chết. À, ơi, lục cái văn là ốm bệnh khẩn. Dạ. Bệnh khẩn kiến cháo á. À. Bố mới cần phải sẵn mà tăng hết kiến. Dạ. Ừ. Lan của áo khẩu mà hử này. Ừ. Khẩu mì tôm, áo phát, áo răng mà hử này. Bị tí lè. Mẹ nà khẩn mà này. Dạ. Chết ơi, bần á lục khẩm mà. Dạ. Bần này lên nhà nữa khác được mà sướng ta mới sướng tăng mòn đâu à tăng chịu đéo ố thế đây là cho mình mới sướng la nói mới tắc cô ca lão mà hấu kiến chứ mới cái bên ngọn mà hết rồi mới đai à mình mà gieo hạt nữa dạ nữa. Dạ hôm nay
vườn kia rồi tại mẹ có đông mẹ dọn ra như là à bên này thôi nước thời này bên mà em mẹ bạn lu là pet lu bọn bông tí à và a lu là mẹ bị lu thái à vẫn đang mấy bảy lan đây à vẫn dòm của tu lan này bay tăng y lương đây là bằng lăng à bên nói bằng lăng hơi mi hâm là cái nơi cổ kính chào là bà dòm mơ bay tăng y lương bữa đây là là bằng lăng bộ mày bằng lăng này à phải lấy là bên hoa bên chết em tiếp thụt cái này nè cái mi thế này là đọc thành lô đọc chân à bên này cùng cố gắng hết được chủ chiến đánh nghe thương ra bên này lung mà du xong ăn văn sỏi pin nỏ hết công nó ao chảy khẩu lỗ ao răng đấy chảy khẩu ao phát lỗ duy trì cuộc sống lỗ các bạn ạ. Thành vừa trò chuyện với bà cụ người đầu làng dạ à phía sau đoàn ạ, họ đoàn chứ mấy à bên này bây giờ phía hải à ở cân phía hải à tổng chả cân mình mùi à đây ạ. Và chàng có bấy cân đậu bán đấy, chàng có cân đai và chàng đây đây ảnh hưởng lại cân ừ tèo mà này tu tèo mà đấy à bên đấy soi ở bể thùng bên thùng ngạt thế thùng ngạt khai à khai hàng đâu hả ở bể hàng khai thùng ngạt bây giờ này ao phang này ao na này nó tư được phở phang tọt chứ chứ mi bay chứ hoa mà bà bà pi này đây kế pi này bẹt hết pi à bẹt sám bẹt hết sám pi già sám thám bé bà rồi thằng mấy anh bay nó lục ơi ô tụi đây đây pi này đây trợ cấp của nhà nước với cao tuổi với nó là đây bẹt hết pi đấy em à đây á bẹt sám này vừa sư này pi này pi này bình pi này bẹt sám này đại pi biết bẹt sám ăn quan nó mà tung vâng mi cần hoàn cảnh khó khăn thì nhang đầy chất hà là đầy bị đầy thứ nữa đầy 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 ra nó là ông đầy ha ông quần ông đầy vớ ông ngắm đầy là ông đầy xoáng chiều ép ông on hơn á cục thì on hơn bà tham pi à tò mọi bươn đầy kỳ lai à mọi bươn vừa quan này ông bà lâu tăng nha vừa quan này là ngắm đầy à xoáng bạc chết thì là à mọi bươn xoáng bạc chết gọi là trợ cấp hỗ trợ mà sửa ra cần nhà nước từ chỗ này quần này lâu tập tăng thế à nó mê bộ cái của quan nó phải tím không biết được cắn em thế à tiếp theo là hóc pha hóc nhì tổ phải lục thái lẻ ông tiêu là nước cả chữ thế đẩy tí đẩy là đẩy đẩy xe nha tí đẩy nó hóc nhì rồi đẩy nữa nó lòn đẩy pet đẩy 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 phóng phạt nhì phóng phạt ép là đẩy đẩy phóng à phóng chiều ép là là mày luôn mày pet nó lòn tăng kín là tăng kín lục yên với nam nhà yên yêu thái à buồn thái à là yên này tăng mẹ tăng dâu đó là pin mới nhăn kỳ bà bả đó là nó nghe cân bông khiên là à mau đào đổ bô cai à khai phứ đổ cắn mít thán mít thiên à ô lôm bây à có lôm mẹ nè lùn mới có lôm bây à và ông này mang nghèo nghèo mới sửa ừ à chủ chiến á à, sư ra sư chủ chiến ra các bạn ạ, chủ chiến vừa đang vừa về đó vừa đấy kinh lan cũng khả giá bốc kinh lầu lại nào kinh lầu lại yếu đấy sức khỏe bất đảm bảo lắm ở bệnh tim năm về này đấy à ô bạn hãy để đưa nhà đây bạn tiến đẩy đi phân nha à đẩy đi phân ra lô cảm ơn sóng tôi lan lô bà cô mi chắc cảng làm hả dạ vâng bà cô mi chắc cảng làm hả dạ dạ vâng ạ cháu cũng cố gắng là cố gắng hết thử à à cho nên mi cố gắng là lơ là với cái đầu tăng mai hết thử đau ừ sư giá ừ cái đầu tăng mai hết thử đau đẩy đau với bên này bài lá này rõ xe như là ừ sửa cái chiến với rô nó một sự nào bài lan lo lẻo ra lo lẻo là một lẻo ừ một chủ chiến một lẻo đang thang nào có bên này lê xong tôi lan tháp lẻo là à sửa ra chắc tôi đơn đai là bên lan hát hết đây này ao phúc ao đức thôi hát thử soi thử bài pì nọ bài cần khó khăn thực sự bệnh tật đau ốm này mày cần vất vả thực sự lan hát soi bài cần để đẩy kêu gọi đẩy soi bấy khẩn đẩy lan rồi hết đẩy phúc đẩy đức lan rồi hết đây hết tính cách nát phiền này nát hết phiền này tình của lan ấy à bạn hết ăn đơn nhà mơ tăng
khách kín lỗ yên đàn thì găng tí dạo với xoài nè. Đấy đó, dài cổ voi à, dài dày dài trắng dạo trong xoài à, ừ, áo khẩu hở kín à. Tiếng lần ta ai mẹ mẹ cô tiết thu hàng áo khẩu ở mãi à, tăng cứ dầu à, triệu sạc à, vâng à, à vâng à, vâng à, bắp pin nọ cùng điệp lá nó thì bọn nàng gì bẩn mấy nam mà bẩn buôn tăng mòn không đúng mới dầu mà à xử này thu hàng rồi ta áo khẩu hạ bên áo cho dầu mới triệu sạc áo mới chiến hưởng áo mỏ mòn ô mà dạ. Phần đấy lát nữa cố gắng ra xong cho phép bay chính quyền này, bay chính quyền xã này, bay lãnh đạo xóm này cùng đại hát hát được phần này cùng nhau phối hợp hát đại ra ổn định ra bà. Cảm ơn lúc. Thứ tạo ra nó. Các bạn ơi, chú Chiến đi vào trong làng ra đến đây rồi. Đó. Thành chờ đợi một lúc tầm 20 phút rồi. Chú Chiến đã ra đến đây, vừa rồi có lên hang gọi nhưng không thấy đâu. Chú vào trong làng cùng anh em thì phải. Đó. Thì Thành chuẩn bị gọi thêm một người nữa xuống bê đồ đạc của chú Chiến ở trên hang xuống đây thôi. Xong là vào tổ chức vào nhà mới cho chú Chiến thôi. Còn giường với bàn thờ thì tí nữa mới đến. Khách đang có việc chở đi làng khác, chở đồ đạc đi làng khác, một lúc nữa mới đến đây được, mới như chở đến đây cho Thành được đó, đó. Bà cụ ở đây à. Đây đó. Chú Chiến ơi, vừa rồi vào trong làng á chú à, đấy à. Từ từ này à. À, chú vào nhà Đoàn á, Đoàn ra đây chưa? Tí mới ra, vâng. Thế chú lên trên hang xem đồ đạc thế nào đi ạ. Xem đồ đạc, sắp xếp đồ đi. Xong cho Đoàn ra đây thì giúp chú lấy xuống thôi. Xong là cháu cho mua cho chú một cái giường rồi. Mua một cái giường, một cái chiếu, với một cái bàn thờ, một cái bát hương, ba cái chén thắp hương ấy cho chú ấy, và một con gà. Tí mình có cái nồi để lùa gà mà nhỉ. Vâng. Thì mua và họ tí nữa, chắc là tầm một tiếng nữa họ mới đến đây lắp được chú ạ. Họ đến đây lắp, họ chở đến tận đây lắp cho mình mà. Đang kéo dây điện để tí lắp bàn thờ đấy ạ. Thì tí nướng thắp hương, chú thắp hương mọi thứ xong là lấy đồ đạc xuống chăn màn. Thì chú sắp xếp lại cho nó, cái nào sạch, cái nào không sạch, cái nào không sạch thì ở sau, sau này giặt sau. Còn để chú tối nay ngủ ở đây luôn chú ạ. Tinh thần là như thế chú nhỉ. Cháu làm cái gì không đúng thì chú bảo nhá, không theo ý của chú ấy. Thì cháu bảo là làm theo ý của cháu, thường thường hay làm như thế thôi. Bắt hương, giường chiếu, đó chú lấy đồ trên kia xuống cùng nhau chú sắp xếp và cho Đoàn này mấy anh em cùng nhau bê xuống đây đó. chăn màn đấy, chăn màn nồi niêu xong chảo đấy à. Đó bà cụ người trong làng đấy, bát đũa thứ nữa đó. Đây các bạn để ý nhá, đây này nhà chú Chiến hoàn thành rồi. Hiến ơi, đây mình lấy chìa khóa mở cho chú Chiến vào này. Xong Thành quay một chút nào. Đây, thò trong túi chú lấy với đây này. Đó. Xong rồi trao cho chú Chiến thôi. Đấy. Đây, chú lên đi chú ơi. Lên đi, chú vào cho nó cháu quay. Bá ơi, mà với mà khẩu thương bất liệu ý nhưng. Đó. Dạ. À. Dạ. Các bạn ạ, bà cụ người trong làng 83 tuổi rồi. Bà có chia sẻ với Thành là rất là thương chú Chiến. Chú Chiến ngủ trong hang, có những hôm con rắn to đùng 4-5 cân mà thế, có những hôm bò ra trên người chú Chiến. Đấy, chú Chiến kể. Và có những hôm chú Chiến bắt được đem đi bán đấy. Cửa sổ đây. Đó. À, đây. Đó. Đây, bà cụ người trong làng rất là dễ mến thương. Đó. À đấy, rất là dễ thương. Bà cụ cảm ơn đấy, cảm ơn để các bạn ạ. Thành rất là rất là hạnh phúc. Dạ, vâng ạ. Bà cụ tèo kìa. Ôi, lan đi mà hẹn tắt bay ta. Ôi, sang thầy này bà ơi. Đấy. Chú ơi, cái bàn thờ của mình thì đặt hướng nào được nhỉ? Bình thường là mình đặt đặt bên trong này chứ, phải không ạ? Đừng nào.
Đấy. Cho vào giữa hay là cho vào góc cả bên cạnh ạ? Cho bên cạnh. Lấy sang bên phải phải không ạ? Bên phải một chút. Đặt sang bên trái thì tôi cho làm cả bên trái. Không, chú thích bên nào thì làm theo ý của chú thôi. Phong thủy Thành không hiểu lắm. Phía này là phía đông. Phía đông ạ? Vâng, chắc là làm tầm đâu đây chú nhỉ? Tầm đâu đây ấy. Cao thì chú sẽ có cái ghế đệm lên cho cao một tí tương đối thôi, không chạm vào đầu. Thấp thế này thì chú thắp hương các thứ dễ hơn, nhưng mà không gọn gàng. Có một cái bàn thờ thì người ta cho lên cao một cao tương đối thì để đồ đạc các thứ, tức là mình đi lại không vướng này, nó tránh được một chút nhé. Thì cái giường là kê kê ngang cái này nhá chú. Giường mình phải kê ngang nhà này chứ đúng không? Lại ngủ dọc á? À thế theo ý của chú thì ngủ dọc, nhưng mà cháu thấy họ hay ngủ ngang nhiều. Ngủ dọc tùy chú thôi. Phong thủy cháu không tìm hiểu kỹ lắm. Đấy, cháu thấy mọi thứ nó gọn gàng, cháu thích nó gọn gàng là được. Dạ. Tùy ý cho chú ạ. Một lúc nó họ đến xong chú bảo cháu là được. Này hết bàn thờ của ngáo. Nó. Chén. Bàn thờ. Nó non của ngáo, non của này á. Non này à, nó này. Nói khoang, khoang thì phải để cái giường ngang cái này. Dạ, và con bàn thờ thì để phía đằng sau kia, chú Chiến mà thế. Đó, bàn thờ để góc như con kia. Hơi lệch phía bên phải một chút, không hẳn vào góc. Đấy, theo nguyện vọng của chú Chiến thôi. Đó, thiết bị chống sét đàng hoàng cái này. Tôn chống nóng, thiết bị chống sét đàng hoàng. Dạ, tối nay ngủ đây rồi. Đó. Đấy, chìa khóa ở đây. Chìa khóa thì có tất cả bao nhiêu chìa nhỉ, Hiến nhỉ? Hai chìa. Chú Chiến cầm một chìa. Mình có nên cầm một chìa không? Biết là chú Chiến say rượu làm rơi đâu thì làm nào? Lấy cho ba cầm thôi. Hả? Cho ba cụ á? Ba cụ nào? Nhưng bà cụ này có lại hay ra đây đâu? Bà không cần được đâu. Không cần mà không bố đây đâu, bà cụ nhà. Mình là người làm nhà cho chú Chiến, mình Chiến thôi. Mình chẳng nhẽ mình có trộm cắp với chú Chiến đúng không? Mẹ cô Chiến không khai đâu. Vâng. Mình là bà. Nhưng mà chị không nó lắm bao gì cả của bà cụ này. Thực ra thế này. Đúng rồi. Thực ra mình là người làm nhà cho chú Chiến và tiền nong tất cả các khoản là mình đã gọi là làm cho chú Chiến với tấm lòng của mình rồi. Thì Thành thực sự Thành muốn trao chìa khóa. Thành muốn trao cả hai chìa khóa cho chú Chiến luôn, nhưng mà Thành cũng lo là chú Chiến có thể là cầm chìa khóa sẽ rơi lúc say rượu ấy và không vào được nhà. Mà bây giờ nhờ anh em họ hàng trong làng thì không biết là ai là thân thích nhất và tin tưởng nhất, có khả năng Thành cầm một chìa dự phòng các bạn ạ. Và cho chú Chiến một chìa thôi. Nếu sau này có vấn đề gì không vào được nhà, rơi chìa khóa, Thành sẽ phải về và trao cho chú Chiến thôi. Vì là mình là người gọi là chịu trách nhiệm tất cả tài sản của chú Chiến ở đây rồi, thì bây giờ vô tình làm rơi hai chìa hết thì phá thứ nó rất là khó. Chắc là Thành cầm một chìa, khả năng là như thế. Đó. Thì cho chú đấy một chìa thôi. Xong sau này sự cố gì xảy ra thì còn có chìa khóa vào nhà. Dạ, vâng. Còn bây giờ cho anh em người khác thì chẳng biết là tin tưởng ai. Trong nhà chẳng có gì nhiều đâu. Sẽ tính tiếp các bạn ạ, cái đấy sẽ tính tiếp. Nhưng mà cho chú Chiến một chia trước đã. Rồi, hai chia tạm thời để đây. Các bạn ơi, clip khá là dài rồi. Đang quay gọi là cái căn nhà chú Chiến và giới thiệu qua một chút đến với các bạn. Thì có gặp bà cụ người trong làng ra trò chuyện khá là lâu. Và chú Chiến cũng đi vào trong làng vừa mới về đến nhà. Tí nữa Thành sẽ quay tiếp những cái clip tiếp theo để mà chia sẻ với các bạn. Tóm lại là hôm nay sẽ đưa chú Chiến từ trên hang xuống đây, mang tất cả đồ đạc xuống đây, lắp giường, lắp bàn thờ, thắp hương, cúng bái tổ tiên, xong cho chú Chiến xuống đây nằm nghỉ ở đây luôn. Tối nay chắc chắn phải hoàn thành các bạn ạ. Đang đợi khách hàng đưa đồ đạc, đưa giường và đưa bàn thờ đến đây thôi. Các bạn đăng ký ủng hộ Thành nhé. Bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye. Thank you.